Chào các bác nhá. Hôm nay đây mình tham quan cái nhà miếu bỏ hoang. Ở đây là cái gì nhỉ? Ở đây sư bốc à nhỉ? Xe mình đấy ấy, đường vào nhà bỏ hoang ấy. Uy tín lắm ấy, nhìn sợ bơm kim tiêm à. Ui. Nhà cửa rộng thênh thang rồi. Ui, cái dây này kiểu như treo cổ ấy. Không biết nhà này có cái gì hay không. Cái này bỏ hoang lâu rồi ấy. Ui, có cả cái chiếu đấy, mấy uy tín quá luôn nữa. Ui, đồng bơm như tiêm đây, cái bỏ đây. Ui, cái này có nguyên si này, không động vào Esida ấy. Ui, đống đây này. Ui, cái này là cái vòi hút nước hay sao nhỉ? Uy tín đấy nhỉ. Đừng hên giấm này. Đá chúng Esida đấy. Mấy cái vòi này không biết nó để làm gì nhỉ? Cái chai này. Đây anh em, bao cao su đây. Đây cái vòi hút nước không biết để làm cái gì, đống chai. Tinh nguy hiểm. Đây. Đống cái vòi hút nước đây. Chai đây. Sợ mấy ông đến gặp đi chạy.